Mẹ Thánh Teresa Calcutta, người sáng lập hội dòng truyền giáo bác ái và đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1979, có lòng yêu mến sâu sắc đối với Đức Kitô và người nghèo. Mẹ tin rằng Đức Kitô đến để mặc khải chiều sâu tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta và liên kết chính người với chúng ta. Hầu chúng ta có thể diễn tả cùng lòng yêu mến đối với những người khác, đặc biệt những người nghèo khổ và túng thiếu. Với mẹ, Thánh Thể có vai trò chủ yếu đối với linh đạo của mẹ, vì Thánh Thể ban cho mẹ sức mạnh để thực hiện sứ mạng của mình đối với những người nghèo bị bỏ rơi trong các khu ổ chuột tại Ấn Độ, và tạo khả năng cho mẹ nhận thấy sự hiện diện của Đức Kitô nơi những người mình phục vụ. Chân Phước Teresa Calcutta cả đời đấu tranh cho giá trị nhân phẩm của những con người nghèo khổ nhất, để nêu gương luân lý làm cầu nối các khoảng cách về văn hóa, giai cấp và tôn giáo. Có rất nhiều câu chuyện về mẹ Teresa mà mọi người vẫn thường đọc thấy trên mạng Internet và các phương tiện thông tin đại chúng. Trong ngày mừng kính quan thầy Á Thánh Teresa Calcutta của giới trẻ giáo xứ Tân Hương hôm nay, chúng con xin gửi đến quý cộng đoàn một mẫu chuyện nhỏ đơn sơ giữa muôn vàn những câu chuyện kỳ diệu về cuộc đời mẹ Teresa Calcutta. Có phải nhà này không vậy anh? Hình như chính là đây đó em. Đâu anh hỏi coi. Dạ. Chào hai con, các con muốn tìm ai? Sơ có thể giúp gì cho hai con? Dạ thưa sơ, con là Tấn, còn đây là My, vợ của con. Dạ, con chào mẹ và con chào sơ. Ở Calcutta thì ai cũng đều biết tất cả các dòng nữ tử bác ái đều phải cung cấp thực phẩm cho khoảng 9.000 người. Bởi lẽ đó, hôm nay hai tụi con đến đây có một ít tiền, mong sao có thể cùng mẹ và các sơ giúp được nhiều người hơn ạ. Nhìn hai con có vẻ rất là trẻ, mà số tiền ở đây thì không nhỏ. Mẹ muốn hỏi hai con là số tiền này các con lấy ở đâu ra? Dạ, cũng không giấu gì mẹ, chúng con mới cưới nhau được 2 ngày. Trước ngày cưới á, thì chúng con cũng đã suy nghĩ rất là nhiều, cho nên chúng con quyết định không may đồ cưới, cũng không tổ chức yến tiệc linh đình. Chúng con muốn dùng khoản tiền chi phí đó để đóng góp cho những người không được may mắn như chúng con đó mẹ ạ. Tại sao chúng con lại quyết định như vậy? Dạ vì chúng con yêu nhau thưa mẹ. Chúng con muốn dành cái gì đó đặc biệt cho nhau, cái gì đẹp đẽ, và chúng con quyết định đó là hy sinh. Ôi các con ơi, các con không biết là ở Ấn Độ, đối với một người Hindu thuộc tầng lớp thượng lưu khá giả, thì việc tổ chức đám cưới mà không có tiệc cưới, cũng không có áo cưới, thì đó là một điều nhục nhã, các con có biết không? Vì vậy mà chắc chắn là tất cả mọi người, đặc biệt là thân nhân hai họ, người ta sẽ lấy làm lạ, chờ coi quyết định của tụi con như là cây tuổi hổ cho cả gia đình. Tại sao tụi con lại quyết định táo bạo như vậy? Các con không nghĩ là quyết định của mình sẽ làm phật ý cha mẹ và cả họ hàng hay sao? Dạ thưa mẹ, chúng con yêu nhau rất là tha thiết. Chúng con muốn tặng cho nhau một món quà đặc biệt. Một món quà mà đó là sự hy sinh mà cả hai chúng con đều giữ phần vào đó mẹ. Ôi, tình yêu của chúng con thật là cao quý. Xin Chúa, xin Ngài chúc lành cho tình yêu của chúng con. Xin Ngài ban cho những người trẻ như chúng con ơn thánh và sức mạnh, để đến ngày thành hôn, chúng con sẽ dành cho nhau những trái tim trong trắng, thanh sạch
và tâm hồn tinh khiết. Đó mới là món quà lớn lao của tình yêu dành cho nhau. Mẹ chúc mừng hai con. Và còn mẹ, mẹ sẽ nhận món quà quý giá này. Và bây giờ thì các con có muốn cùng mẹ đến phát cơm cho những người nghèo không? Vâng, mẹ ơi, xin cho chúng con theo chân mẹ ạ. Lâu dữ vậy. Ê, con kia dạo này sao rồi? Sao? Nói coi. Mệt lắm mày ơi. Tao thèm thuốc quá. Tụi mày còn thuốc không? Mày còn thuốc không? Tao hả? Còn chút chút. Còn chút sao chia ba đứa được mày? Sao các con lại ở đây? Ê, có người các kia. Con không nên ở đây. Các con phải về nhà với cha mẹ của mình đi. Và cất cái ống chích đó đi cho mẹ. Bà nói hay quá. Nhà tôi đâu mà về. Mẹ tôi hả? Có chấp nhận đứa con hả? Ngu dốt và nghiện ngập như tôi đâu. Con đi lấy cơm cho các em đi. Có được ăn rồi tụi bay. Nè tụi em ăn đi. Nè các con ăn đi. Khởi nghiệp tụi nhỏ. Ăn đi tụi con. Ê, con kia nó bị cái gì kìa? Chết rồi, các con, mau đưa em lên bệnh thương gấp. Nhanh lên đi. Đây là những đứa trẻ muốn về nhà, nhưng cha mẹ chúng lại không có giờ để lo cho chúng. Thật là một sự tội nghiệp, một sự nghèo, rất nghèo. Chúng ta phải làm gì đó cho thế giới này tốt đẹp hơn. Mẹ chỉ mong sao khi chúng nó trở về nhà, các con sẽ nương tựa vào cha mẹ, nương tựa cha mẹ vào mọi việc, từ sức khỏe, cái ăn, sự nhận biết và yêu mến Chúa. Mẹ chỉ mong như vậy thôi. Ơi, sức mẹ con mình như vậy có thể làm sao nè? Làm được những việc to lớn như vậy. Tất cả là do Chúa con à. Mẹ, con và tất cả chị em trong dòng, chúng ta hãy tín thác vào Chúa, hãy cầu nguyện và tha thiết xin Ngài đến dùng chúng ta như khí cụ bình an, khí cụ hòa bình của Chúa. Thôi, bây giờ chúng ta cho các em ăn đi con. Với dáng người nhỏ bé, nhưng với một đức tin sắt đá, mẹ Teresa thành Calcutta được giao phó sứ mạng công bố tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa đối với nhân loại, đặc biệt đối với những người bần cùng nhất.
mẹ mãi mãi là hình ảnh của một Kitô hữu có một đức tin không hề lay chuyển, một đức cậy bất chấp phong ba và một đức ái vượt mọi biên thùy. Lời đáp trả trước tiếng gọi của Chúa Giêsu, hãy đến làm ánh sáng cho thầy, đã biến người thành một nhà thừa sai bác ái, một người mẹ của kẻ nghèo, một biểu tượng cho lòng thương cảm của Thiên Chúa đối với con người, và một bằng chứng sống động cho thấy rằng Chúa Giêsu từng ngày khắc khoải chờ đợi tình yêu của mỗi một linh hồn.